Ra đây giải tạo thái. Nhưng mà đêm không thể hại. Nhưng mà hôm nay mở cửa mà đến là ở đây là khép kín rồi, là ở trong nhà cái đâu. Không mà không ngại. Nhà vệ sinh là đi trong nhà. Mà chứ không ngại. Về đây. Răng đẹp để băng đinh lâu chưa được răng không? Đơn. Đã bao lâu chưa được răng? Mùa đông. Ông ngoài thì mùa rét thì nằm đệm thì trùng kín rồi. Đứa như mùa hè này trùng kín rồi. Nóng lắm. Mới đánh răng. Mới đinh hại à? Thế mà không dụng cái nào giỏi phết nhỉ? Có à. Dụng bên trong. Các bạn em toàn phải nằm sát cái chỗ. Cái đầu trắng không nhỉ? Được. Đẹp não. Không đẹp não thì được. Mà trông này 69 tuổi á? Ờ, 69. Nó không chút mà tuổi đến năm nay là nó chút thọ. Ờ. Con thịt là gì? Ở trong ấy nó chút mấy mà tuổi. Trong gì? Thế đi nằm đấy cái xin. Tuổi thực bao nhiêu? Chẳng qua là mình cái kiểu mới này sẽ bắt đầu trùng vắng, mình bao nhiêu cân nữa không ngủ được, sẽ bắt đầu suy nghĩ những tinh không kiểu ngủ mà mờ mờ đấy, xong rồi suy nghĩ những tinh ở thì lọ kia con mèo chạy là bắt đầu ở đấy như đấy không được lại người về mét 37 cân là vừa rồi, chỉ số thế được 37 cân thì năm kia cân bằng số lẻ của chiều cao hai năm nay không cân không biết từ kia là số cân là gấp đôi số lẻ chiều cao. Trông cái thằng này năm nay về có 82 cân. Mặt cũng như cái thớt. 1m60 mà 82 cân như vậy là đang thừa 15 cân đấy. 1m60 1m7 đấy. Cứ cho 1m7 đi vẫn thừa. Thằng 37 à? 9 kg 73. Gấp đôi Bắc Đình. Dầu Bắc Đình thấy dầu 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 ổn không? Để anh để đẹp không? Trong giấy đẹp đi. Để ổn đi. Không cơm thì 82 cân. Nó không đẹp. Bác mà thế mà cạo đi. Cơ phải cắn mấy. Nhìn hay phết. Không đẹp. Được, nhìn được. Để dâu thì nó bảo là người ta bảo có dâu thì là mình có phước thế nào ấy. Nhìn nó có tương tá không? Nhìn có phước thế nào? Dâu ria để có tương tá. Bác người nào không có dâu là vất vả. Có dâu là mình bọn này vất vả, có mỗi thằng này vất vả. Mà ở đây có mỗi một người không có dâu chứ, đây có ai có dâu? Vất vả thế nào? Một cầu đấy chứ có nào không? Kia, mời Bắc Linh. Ăn quả đào tiên đi, quả này ăn được 200 năm tuổi. Quả này to hơn 250 năm tuổi. Thế cứ mà tranh nhau mà ăn mà hốc. Xin bác mừng cười, quả này chín hơn là 300 năm tuổi này. Đấy, quả lại đang ưng ưng này. Không ăn. Dễ ăn. Không ăn. Bổ. Mà nhìn quả này thì hơi giống. Quả này đang ưng là bác ăn quả này là mát. Mát. Đây này Bắc Linh. Được cái đấy. Cái giòn nhỉ. 200 năm tuổi còn cái này 1.300 quả. 1.700 quả. Hai thằng này hôm nay đi chợ nào mai chưa xả. Đúng về gấp hai đi quả. Chợ Hoàng Tây. Mà cháu nó gì mà đi chợ. Ai mua hộ? Có bán đầy mà hôm nay bán đầy ngày Tết chỉ cần ho phát thôi là rồi, có người năng đến. Có người chưa kịp mặc quần áo dài đã phải nào đi mua vừa đào lại vừa cam à lại như cho sông như được có quýt nhỏ cũng phải quýt để mua này là mình có quýt có cam hôm nay là bán nhiều lắm hai cái đĩa của bạn đi ạ à? Tôi bảo là đào Sơn Nam với cam Hà Giang thành táo ta đã tao quên Hà Giang cao phong mận Sơn Na gì con gái đào của Sơn Na đào giòn Sơn Na cam cao phong bởi lại nặng vài hộp ngang 37 cân à đùa cam cao phong chấm đi đến nửa ngày vậy đấy mới may 8.000 một cân vải không ai mua bán bờ buồn cười hôm mà hai đứa trẻ con cái khuẩn chi mà cái ơn nó chủ băng bà linh người ta đang lên hai đứa cân giải cứu vải ba chị em à ba cháu bán lẻ là ba cháu làm thường xuyên biên hòa bán 8.000 dân giàu chơi đây cũng thế 8.000 quảng cáo